Bên trong nhà xưởng có diện tích bằng một sân bóng đá, đội ngũ kỹ thuật viên và các thợ máy làm việc không ngơi tay với việc sửa chữa đạn tên lửa gặp trục trặc kỹ thuật. Việc tìm kiếm các lỗi nhỏ như vết lõm trên bề mặt tên lửa hay các cánh lái bị móp méo đòi hỏi tháo rời các bộ phận và tách biệt từng linh kiện. Trong điều kiện huấn luyện hay thực chiến, bảo đảm kỹ thuật cho đạn tên lửa là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Công việc sửa chữa và bảo dưỡng đạn tên lửa được so sánh như nhiệm vụ của những bác sĩ phải túc trực thường xuyên để thực hiện sứ mệnh cứu chữa quả đạn kịp thời. Việc khắc phục các bệnh lý khối điều khiển, quan sát vô tuyến và các sự cố khác đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm quý báu từ những lần sửa chữa trước đó.